đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi trở lại với quý khán giả một vài tin tức về cái diễn biến của tình hình chống virus Vũ Hán ở Việt Nam và ở Mỹ. Đồng thời, chúng tôi sẽ trình bày cho quý khán giả về vấn đề cái nguy cơ mà nước Mỹ phải gánh chịu khi phụ thuộc vào cái nguồn cung cấp hàng hóa ở nước ngoài. Trước hết thì ngày hôm nay chúng ta đã có một cái tin vui, đó là tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố mở cửa cho nền kinh tế nước Mỹ trở lại. Nhưng việc mở cửa đó tùy theo thống đốc từng tiểu bang và tùy theo tình hình thực tế mà thống đốc mỗi tiểu bang nó có thể quy định cái ngày mở cửa sớm hay là muộn, chứ không có thống nhất với nhau cái ngày mở cửa là đồng loạt với nhau. Tại vì chúng ta biết có những tiểu bang tình hình nó bị nhiễm virus rất là nhiều, và có những cái tiểu bang ở những cái vùng Bắc Mỹ xa xôi thì việc nhiễm virus nó ít hơn, cho nên là vấn đề mà mở cửa nền kinh tế ở những nơi mà bị nhiễm ít thì có thể nó sẽ sớm hơn những cái nơi nhiễm nhiều. Thí dụ như thực tế ở tại tiểu bang California đây thì chúng ta được biết là sẽ mở cửa trở lại sinh hoạt bình thường từ ngày 15 tháng 5. Tức là sau cái ngày mà Tổng thống Mỹ tuyên bố là chấm dứt cái vấn đề lockdown là ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, khi mà tuyên bố trở lại, mở cửa trở lại bình thường, không có nghĩa là chúng ta vẫn đi ra ngoài sinh hoạt như tất cả những cái việc sinh hoạt trước khi có xảy ra tình trạng bệnh dịch này. Mà có nghĩa là quý vị vẫn có thể đi mua sắm, vẫn đi chợ, các cái trường học có thể mở cửa trở lại cho học sinh đi học. Nhưng mà đi học hay đi chợ hay đi làm hay đi này đi kia đi nọ đó thì quý vị vẫn phải đeo khẩu trang, và kỹ hơn nữa thì đeo thêm cái găng tay cao su vô. Đấy. Tại vì là tuyên bố mở cửa ra cho nền kinh tế trở lại bình thường không có nghĩa là đùng một cái là cái virus đã được diệt sạch trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ rồi, mà virus vẫn còn hiện diện. Nhưng mở cửa có nghĩa là căn cứ theo tình hình thực tế, cái số lượng người nhiễm nó đã không tăng lên một cách chóng mặt như thời gian trước đây. Cái số người mà được chữa khỏi bệnh, khỏe mạnh, xuất viện tăng lên rất là nhiều, và cái số người bị tử vong vì nhiễm virus này nó hạ xuống, nó giảm xuống rất là nhiều. Do đó mà coi như là các bệnh viện đã có được một cái phương pháp điều trị chống lại được virus Vũ Hán rất là tốt, bằng cách là phối hợp dược liệu ký ninh và những cái thuốc kháng sinh khác và chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân. Nhưng mà chúng ta hiện nay vẫn chưa có một cái loại vaccine hữu hiệu nào để mà chống lại cái virus Vũ Hán này. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra đường, đi đến những cái nơi đông người để đề phòng từ xa. Và những cái bãi biển, những cái nơi công cộng người ta bắt đầu cho mở cửa trở lại, nhưng mà có những nơi người ta vẫn cấm cái bảng là không được tụ tập quá 50 người và cũng không được gần nhau ở một cái khoảng cách mà quá gần, ngoại trừ những người đó là những người trong gia đình mà đang sống cùng một nhà. Đang sống cùng nhà thì đương nhiên là không có thể giới hạn khoảng cách được rồi. Còn theo ý kiến cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng chúng ta vẫn cần phải mang khẩu trang và đeo bao tay cho đến khi nào chính chúng ta được chích ngừa xong.
thì khi đó ta mới có thể miễn nhiễm được. Còn bây giờ ta chưa có được chích ngừa, hoặc là người ta mới, chính phủ mới có tuyên bố là à, đã phát minh ra, đã đưa được cái thưa cái virus, cái vaccine chủng ngừa vô để phục vụ cho toàn dân rồi, thì là lúc đó là cũng chưa tính được mình đâu. Mình vẫn đang trong cái tình trạng là đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm. Đó, thì tôi thí dụ đây nè, cái nguyên tắc mà người ta đưa một cái loại thuốc vô để sản xuất đại trà để phục vụ cho người dân á, thì thứ nhất là người ta thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Qua cái giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đó, người ta sẽ thử nghiệm trên động vật. Thử nghiệm trong động vật á, thì nó có một cái thời gian nó bắt buộc theo nguyên tắc, những cái nguyên tắc về thử nghiệm dược liệu của ngành y thế giới á, thì anh thử nghiệm trên động vật thì bắt buộc phải thử nghiệm là bao nhiêu lần rồi á, là trên bao nhiêu cá thể. Tôi thí dụ nói một cách nôm na cho quý vị khán giả dễ hiểu, tại vì không phải tất cả mọi người đều là cái nghi chuyên về ngành dược hết, thành ra mình nói một cái con số cụ thể cho dễ hình dung. Thí dụ như quy định là phải thử nghiệm trên thỏ hay là trên chuột gì đó, trên chuột bạch gì đó, là trong là 100 lần, rồi á, là trong thời gian là 3 tháng chẳng hạn, rồi á, là thử nghiệm trên 100 con chẳng hạn đó. Đó, đây là con số này tôi đưa ra cho dễ hình dung thôi, chứ không phải ngành y người ta quy định như vậy đâu, mà nói như vậy cho khán giả dễ hiểu, một cái con số nó đơn giản, nó nhỏ và nó chẳng để cho dễ hiểu. Rồi sau khi qua cái giai đoạn mà thử nghiệm trên động vật thành công rồi, bắt đầu người ta mới thử nghiệm trên người. Thử nghiệm trên người tức là người ta kêu gọi những cái tình nguyện viên dùng được là chích cái thuốc, cái vaccine nó để thử xem cái phản ứng nó tốt xấu trong cái việc điều trị như thế nào. Thì là thử nghiệm trên người cũng là được quy định phải trên thời gian bao lâu, rồi trên bao nhiêu người, cái số lượng bao nhiêu con người cụ thể và trong thời gian bao lâu, và người ta xét thấy nó có tác dụng tốt trên 90% sức khỏe những người được tình tham nhân những người tham gia tình nguyện thử nghiệm, thì khi đó người ta mới sản xuất đại trà ra và là phải để mà phục vụ cho công chúng. Như vậy thì chúng ta thấy từ cái giai đoạn mà thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm trong trên động vật, rồi sang tới thử nghiệm trên người, rồi sang đến sản xuất ra một cái số lượng thật là lớn để phục vụ cho công chúng, nó đòi hỏi cái thời gian, mất cái thời gian rất là dài, thì mà ít nhất là 12 tháng, mà có thể già, mà khi mà thuốc đó nó đến được tới chúng ta thì nó còn một cái thời gian dài hơn nữa, bởi vì khi mà thuốc được đưa ra sản xuất để phục vụ chích ngừa đại trà trong công chúng thì người ta sẽ ưu tiên cho những cái đối tượng mà dễ bị nhiễm trước, thí dụ như những người già trên 65 tuổi, những đứa em nhỏ mà từ dưới 16 tuổi, rồi đây những đối tượng mà có nguy cơ bị lây nhiễm, sức khỏe nó không có tốt, có nguy cơ lây nhiễm thì người ta sẽ ưu tiên cho những người đó trước, rồi xong mới tới những cái người mà thuộc cái dạng mà trung niên có sức khỏe khỏe mạnh gì đó thì đó là xếp hàng đợt sau. Cái thì là những cái người thuộc cái dạng mà lỡ cỡ như tôi không già không trẻ gì đó, thì đó là đương nhiên khi có cái vaccine mà chống cái virus Vũ Hán này, đương nhiên tôi là cái đó loại mà được xếp hàng chích ngừa đằng sau chót, chứ không có thể nào chạy ra giành đằng trước được rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tiếp tục sử dụng khẩu trang và găng tay khi đi ra ngoài đường tiếp xúc với những người lạ khác, cho đến khi chính mình được chích ngừa thì mình mới dám khẳng định rằng à, ta đã miễn nhiễm rồi và ta không có sợ gì hết, ta đi ra đường ta giao tiếp với mọi người thoải mái như trước khi có dịch. Đấy là điểm sơ qua về cái vấn đề mà tin tức tốt của nước Mỹ. Còn tin tức xấu là gì? Tin tức xấu là cho đến nay cái tình trạng nhiễm virus ở Việt Nam như thế nào, chúng ta vẫn không thể biết chính xác được. Tại vì theo nhiều nguồn tin tôi biết được thì ở Việt Nam hiện nay chết cứ cái trường hợp nào có thật sự là do nhiễm virus hay không, đó là cũng không được ghi vô hồ sơ bệnh án là nhiễm virus Vũ Hán.
mà phải ghi là chết vì những bệnh khác. Và tôi cũng nghe những cái tin đồn là có một cái gia đình đó ở Đồng Nai, 6 người là đã nhiễm bệnh chết hết rồi, nhưng đã bị đem đi hỏa thiêu rồi, nhưng mà hàng xóm không được chụp hình, không được đăng tin tức lên mạng, không coi như là cái nguồn cái tin tức này vẫn bị là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bưng bít che giấu. Rồi có những cái thông tin nói rằng là do những cái người mà ở Việt Nam là không có, là hồi xưa cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó đã đi được cái chích ngừa gì đó hồi lúc mà còn học tiểu học á, như có thì nó có một cái dấu lõm vô ở trên cái vai, ở trên vai này nè, thì nhiều người nói là nhờ có cái việc mà chủng ngừa cách đây mấy chục năm về trước đó, cho nên là không có không có bị, nhờ Việt Nam không bị nhiễm virus Vũ Hán. Thì tôi nói ra, tôi dám khẳng định với quý vị rằng những cái tin tức đó là hoàn toàn sai. Bởi vì tại sao mà tôi nói sai? Cái vết đó tôi cũng có ở đây, mà chúng tôi được chích ngừa cái thời ở miền Nam. Chích ngừa đó là chích, người ta gọi là đậu mùa đó. Đậu mùa còn có một cái tên khác nữa là trái giống. Trái giống khi mà nó bị nhiễm trái giống á, thì nó là khi mà người nào may mắn mà thoát khỏi á, thì sẽ cái mặt nó bị rổ. Hồi xưa nghe ông già tôi cũng hay dùng mấy người mà bị rổ mặt gì đậu mùa đó. Ổng không có dùng cái từ rổ mặt như đậu mùa. Ổng nói thằng đó nó bị té thùng đinh á, cho nên mặt nó lủng vậy á. Thành ra cái bệnh đậu mùa nó rất là nguy hiểm, nó làm chết rất là nhiều người. Mà khi mà những người nào mà có sức đề kháng mạnh mà may mắn thoát được á, thì nó nổi lên những cái mục mục giống như là mục ghẻ bằng cái đầu ngón tay, là chứa đầy mủ ở trong đó, rồi ghê lắm. Rồi là bị sốt, rồi bị này ho, rồi nóng, rồi viêm phổi, rồi nói chung là tùm lum tà la hết. Và khi mà ai mà thoát được á, thì sẽ để lại cái di chứng là những cái mục ghẻ, những cái mục đậu mùa nó bự bằng cái hộp đậu, bằng cái đầu móng tay vậy nè, bằng cái móng tay út vậy nè, thì là nó sẽ, nó ăn sâu vô trong da, nó làm có những cái sẹo, có lỗ đầy hết trơn, không phải ở trên mặt mà cả cái thân người luôn nữa. Chẳng qua là mình chỉ nhìn thấy cái mặt người ta, mình thấy mặt rỗ thôi, chứ thật ra nó đầy hết trên người. Thì cái đó là chích ngừa đậu mùa, chứ không phải là những cái bệnh trời, những cái mà thông tin sai lạc mà đang lan truyền ở trên mạng, mà chỉ có người miền Nam có cái dấu đó thôi, cái dấu chích ngừa đậu mùa đó thôi. Còn ở những người sống trong chế độ cộng sản miền Bắc không có cái dấu đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng ở theo thông tin của cộng sản Việt Nam thì cả miền Nam lẫn dân miền Bắc đâu ai chết vì bờ virus Vũ Hán đâu. Cho nên là không thể nói là người Việt Nam mà bị miễn nhiễm virus Vũ Hán mà do cái dấu vết đó, mà do cái dấu mà chích ngừa đậu mùa từ cái thời xưa đó, mà lý do ở Việt Nam không có người chết vì dịch virus Vũ Hán là cộng sản đã cho ban tuyên giáo điều trị trên mạng xã hội trình báo. Có nghĩa là bịt mõm tất cả những, bịt miệng tất cả những người, những ai đăng những cái thông tin về về virus Vũ Hán ở trên báo chí, những người này bị bệnh, người kia bị bệnh như thế nào, không có cho lên và chỉ đạo cho tất cả những cái bệnh viện mà bất cứ chết vì cái gì cũng không, Vũ Hán hay không Vũ Hán gì cũng đều ghi về hồ sơ bệnh án là không phải nhiễm Vũ Hán. Vậy là Việt Nam không có người chết vì bệnh Vũ Hán. Vậy thôi. Đó thì là cho nên quý vị đừng nghĩ rằng những người nào có cái dấu vết chích ngừa đậu mùa từ cái thời Việt Nam Cộng Hòa là sẽ miễn nhiễm. Điều đó nó thật sự, nó nghĩ như vậy là nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho chính quý vị, tại vì nhờ quý vị ỷ y vào cái đó và quý vị tiếp xúc vô tội vạ, thì là một ngày nào đó quý vị xui xẻo gặp một người mang virus thì quý vị không còn đường thoát vì cái sự ỷ y đó. Và cái tin buồn thứ hai mà tôi được biết ở quốc nội hiện giờ là giá gạo nó tăng gấp đôi với giá bình thường.
Theo Linh Mục Đặng Hữu Nam đã đăng trên trang Facebook của cha thì thời gian đầu người dân bị cấm cố, không có đi ra khỏi địa phương được, đói không có đi làm được, đói không có gạo ăn, thì cha Nam đó là đã nhờ vận cũng là vận động đã vận động quyên góp được một số tiền để mua gạo đem đi phát cho từng nhà, mà cha Nam nó là phát cho từng nhà bằng cách đó là chia sẵn từng bịch vậy đó, rồi là cha đi đến từng gia đình ở trong cái địa bàn đò của do mà ở gần ngay chỗ cha Nam đang ở đó, thì cha mới để bịch gạo ở trước cổng từng nhà, rồi cha đi rồi chủ nhà tự động đi ra lấy bịch gạo vô nhà, chứ còn không có gặp người nào cả. Mà sau đó người ta sẽ dùng những cái biện pháp, phương pháp khác để liên lạc với cha Nam để xin gạo. Thí dụ như liên lạc qua Facebook, liên lạc qua điện thoại hay email gì đó. Nhưng mà cha Nam đã nói rằng thời gian đầu cha mua 12 triệu đồng một tấn gạo và đang phát chưa hết cái số gạo đã mua, thì được biết là cái số tiền gạo bây giờ là đã tăng lên 22 triệu đồng hồ tệ một tấn gạo, và mua cũng không có gạo luôn nó. Thì là chứng tỏ Việt Nam bây giờ đồng thời với cái hiểm họa nguy cơ chết người về dịch bệnh Vũ Hán, thì sẽ chuyển sang một cái nguy cơ thứ hai là nạn đói. Nạn đói là do mùa màng thất bát. Mùa màng thất bát là do khu cái vựa lúa miền Tây nổi tiếng hồi nào tới giờ đã bị hạn hán, không trồng lúa được, do lý do là Trung Cộng nó đã xây rất nhiều cái đập, nó chặn nước từ thượng nguồn đổ xuống hạ du của dòng sông Mekong và làm cho đồng bằng miền Tây Nam Bộ bị khô nẻ cạn kiệt và không có trồng lúa được. Nước mặn từ ở ngoài biển có cái điều kiện xâm nhập vô, nó làm nhiễm mặn những cái vùng đất mà để dùng để canh tác lúa này. Từ đó nó sẽ dẫn đến vấn đề Việt Nam bị, người dân Việt Nam bị thiếu gạo ăn. Và theo những cái thông tin mới nhất đăng công khai ở trên báo chí của Việt Cộng là Việt Cộng đang mới vừa xuất xong 400.000 tấn gạo cho Trung Quốc. Thì theo tôi nghĩ, tôi thì không có tiền để cứu đói cho quý vị rồi, ở Việt Nam rồi, mà đồng bào tị nạn ở hải ngoại cũng không có tiền đủ để chi viện để cho cha Nam hay là bất cứ một người nào khác ở Việt Nam đi thu mua gạo để chia bớt cho những người đang bị thiếu đói, mà có tiền cũng không mua được gạo nữa. Vậy thì á, chỉ còn một cái cách duy nhất là nói đây á, thì nghe nó hơi viển vông, mà thật sự nó chỉ có một cách duy nhất thôi, tùy theo những người ở quốc nội thôi, chứ giờ không ai có gạo hết. Mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có gạo dự trữ trong kho thì không có chia cho dân mà đem xuất cho Trung Quốc. Rồi tiền cứu trợ cho dầu Cộng sản nó có đưa tiền đến từng nhà người dân, nhưng mà không có gạo thì sao, không có thức ăn thì sao. Thực tế tiền nó cũng là tờ giấy lộn mà thôi, giống như là 1 triệu đồng ở Zimbabwe mà mua được một bao bự gì nè, 1 triệu đồng mua được có một ổ bánh mì. Cái tiền nó cũng là, khi mà có tiền mà không có thức ăn thì nó cũng vô giá trị. Cho nên đó là thay vì để cho tàu Việt Cộng nó đem gạo đó, nó dâng hiến cho người Trung Quốc ăn đó, thì người dân Việt Nam hỡi ơi, noi gương Bác Hồ từ cái thời mà năm 45 đó, đi tiếp tục đi cướp kho thóc để cứu đói cho mình. Vậy thôi. Bây giờ là quý vị có thể lặp lại tấm gương sáng ngời của cách mạng Việt Nam năm 1945 bằng cách đi cướp kho thóc, đi cướp kho gạo để mà tự cứu đói cho mình. Chứ còn ngoài ra không có ai mà gửi gạo về cứu cho quý vị được, mà gửi tiền về quý vị cũng không mua được gạo mà ăn. Gạo bây giờ không có. Mà bây giờ ngay cả
Người Mỹ cũng còn thiếu gạo nữa, lấy đâu mà có mà xuất mà cho quý vị. Từ khi đầu đầu mùa dịch đến bây giờ, những cái chợ và những cái siêu thị, những cái tiệm lớn của nước Mỹ vẫn có một cái số lượng gạo bán rất là nhỏ giọt, mà giới hạn mỗi người chỉ mua được một bao mà thôi, chứ không phải là mua tự do, muốn mua bao nhiêu bao cũng được giống như hồi thời kỳ trước. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái đề tài thứ hai là cái nguy hiểm của vấn đề mà nước Mỹ và các nước Tây Âu phụ thuộc vào cái hàng hóa nước ngoài, và tại sao phải như vậy, và các nước bây giờ muốn lấy lại cái sức mạnh và cái vị thế của mình trên trường quốc tế thì lãnh đạo họ phải làm như thế nào. Thì đó là cách đây nửa tháng, tại tôi không có thời gian, mắc lo bận may khẩu trang nhưng tôi, nên tôi không có thời gian để tôi phân tích cái thông tin này. Bây giờ sẵn cơ hội tôi nói luôn. Thì cách đây nửa tháng, ở trên mạng internet và trong các cái tờ báo tiếng Anh cũng như tiếng Việt, nó bắt đầu nó ầm ầm chửi bới tổng thống Mỹ, đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump, là ông Trump ỷ mạnh ỷ giàu đã bỏ một cái số tiền gấp 3 lần để mua cướp cái số hàng hóa ở bên Tàu Cộng, chuẩn bị chuyển sang Tây Âu để đưa cái số hàng hóa này về cho người dân Mỹ. Chuyện thì tôi khẳng định cái việc tin này có đúng hay không, và nếu đúng thì sao, nếu sai thì sao. Thì để tìm hiểu những cái thông tin này, để đánh giá cái tin này, trước hết chúng ta phải hiểu những cái nguyên tắc về ký kết hợp đồng thương mại quốc tế. Lâu nay chúng ta thấy cộng sản đưa ra ở trên những cái tờ báo hay là trên đài phát thanh truyền hình gì của nó khoe khoang mỗi một cái dịp á, mà hai nguyên thủ quốc gia hai nước mà gặp gỡ với nhau á, bắt tay chào hỏi hồ hởi, rồi á là hai bên mới ra tuyên bố này ra tuyên bố nọ, phát lên trên đài, lên trên báo, rồi đó là các cái doanh nghiệp mà tháp tùng, những cái tập đoàn mà đi theo các cái nguyên thủ quốc gia thì nó show ra những hình ảnh, những cái thước phim đó là hai bên ký hợp đồng này kia kia nọ, và những với những cái hợp đồng mua bán hay là đầu tư xây dựng gì gì đó với giá hàng triệu triệu tỷ tỷ đô la đó. Thì đó là tôi khẳng định với quý vị rằng đó là thực tế những cái thông tin được đưa ra để tuyên truyền mà thôi, chứ còn thực tế việc ký kết hợp đồng đó nó không phải diễn ra như vậy. Nguyên tắc ký kết hợp đồng thương mại, nhất là những ước hương hợp đồng thương mại quốc tế và lớn, thì nó phải như thế này. Thứ nhất, họ hai bên họ phải kết nối với nhau và họ phải đàm phán với nhau. Thí dụ tôi bên là bên A, tôi bán hàng cho cái đối tác của tôi ở nước ngoài là bên B, thì bên A phải đưa ra cái chuẩn tiêu chuẩn hàng hóa. Thí dụ như hàng hóa của tôi nó gồm là cái vật này nè, cái thí dụ như cái điện thoại này đi, thì là nó phải có cái chuẩn hàng hóa là nó rộng bao nhiêu, nó dài bao nhiêu, nó dày bao nhiêu, nó phải trong cái điện thoại này nó có những cái tính năng gì, rồi là nó được kết cấu bằng cái vật liệu gì, rồi là số lượng bao nhiêu cái, giá tiền bao nhiêu ca một cái, khi mà mua sỉ với số lượng lớn thì sẽ được hạ giá bao nhiêu, rồi phương thức vận chuyển là như thế nào, rồi giao hàng, địa điểm giao hàng tại đâu, ai chịu chi phí vận chuyển, rồi khi mà hàng hóa hư hỏng thì
giao thì hoàn trả như thế nào, ai chịu trách nhiệm về cái lỗi sản phẩm hàng hóa hư hỏng, rồi thí dụ như bên này làm hư thì sao, bên kia làm hư thì sao, rồi là giao tiền thanh toán hàng hóa, thanh toán tiền như tiền mua hàng như thế nào, trả trước bao nhiêu phần trăm, nhận hàng rồi mới trả tiền, hay là trả toàn bộ giá trị hàng hóa rồi mới được nhận hàng. Đấy, đấy là người ta gọi là những cái điều khoản ký về hợp đồng kinh tế. Và cái điều khoản cuối cùng là chọn trọng tài kinh tế hay tòa án nào để giải quyết về cái tranh chia về cái vấn đề mà nếu có xảy ra tranh chấp hợp đồng thương mại đó, rồi chuyển tiền á, là chuyển bằng cái cách nào, chuyển bằng séc, chuyển bằng cách chuyển khoản hay là đưa tiền mặt. Nói chung là nó rất là nhiêu khê, và đó là những cái điều kiện về nguyên tắc chung. Và nếu mà giữa một cái doanh nghiệp ở nước này và ở một cái doanh nghiệp ở nước kia, hai bên mua bán với nhau thì cái điều kiện mà nó đòi hỏi phải mà người ta gọi là đàm phán về nội dung hợp đồng, nó kéo dài có thể nói là hàng tháng trời mới có thể thỏa thuận xong. Rồi là chưa kể cái vấn đề là xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa nữa, chứ không phải là hai nước khác nhau, chứ đâu phải ở trong cùng một nước đâu. Cho nên là muốn xuất hàng đi phải có giấy phép, muốn nhận hàng vô phải có giấy phép do chính phủ, cái cơ quan chức năng, tức là cái gọi là cơ quan chức năng là cái từ ngắn gọn dùng để chỉ những cái cơ quan nó có chức năng, có nhiệm vụ quản lý về cái ngành nghề đó. Đó, thí dụ như là bộ y tế thì quản lý về vấn đề nhập nhập khẩu hay là xuất khẩu thuốc, hay còn là bộ công thương thì quản lý về những cái mặt hàng này, mặt hàng kia, mặt hàng nọ chẳng hạn, rồi là bộ thủy sản thì quản lý về vấn đề mà xuất nhập khẩu cá mắm này kia kia nọ. Cho nên á là phải có cái giấy phép chấp thuận được thông qua những cái cơ quan chức năng đó nữa, và được chính phủ của quốc gia hai bên chấp thuận cho phép nữa, thì cái hợp đồng thương mại này nó mới được hoàn thành. Và cái hợp đồng này nó nếu mà những cái mặt hàng được coi là mặt hàng chiến lược quốc gia thì phải đòi hỏi cái người cao nhất của quốc gia đó ký giấy cho phép nữa. Tôi nhớ cái thời gian mà tôi còn ở trong tù cái trại Năm Thanh Hóa đó, cái lúc mà đó hôm đó thì nghe quên rồi, không có nhớ chính xác là cái thời năm nào tháng mấy, nhưng mà cái tôi nói ra cái nội dung thì chắc quý vị và sẽ nhớ liền. Đó là khi tôi thấy trên tivi rầm rộ show những cái hình ảnh mà ca ngợi tổng thống Mỹ Barack Obama quá trời trời luôn, vì ông Obama đã là cho bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí và cho phép nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mua vũ khí của các cái công ty sản xuất vũ khí của Mỹ. Rồi lúc đó là bên Việt Nam nó ca ngợi ông Obama quá xá, nhưng mà khi tôi đọc những cái điều khoản thỏa thuận và cái nguyên văn cái lời mà cho phép của tổng thống Mỹ thì tôi thấy tôi mắc cười quá. Tại vì thực tế cho phép là không cho, thực tế nói là cho, nhưng mà nói là cho mà thực tế không thấy cho, không phải cho. Tại vì bọn nó chẳng qua nó muốn lừa bịp người dân thôi, chứ không phải là tôi tha là thần thánh gì tôi nhìn thấy, mà tụi Việt Cộng nó không thấy, nó còn gian hoa xảo quyệt hơn mình gấp trăm lần nữa, làm sao mà nó không thấy được cái trò chơi chữ nghĩa đó. Nhưng mà nó muốn xô cái vụ việc đó lên để lừa bịp người dân ở Việt Nam và những cái người tị nạn ở hải ngoại là ô bây giờ tổng thống Mỹ bỏ cấm vận vũ khí rồi, tổng thống Mỹ ủng hộ tụi tao nè, tụi bay khỏi chống. Đó, cái mục đích của Việt Cộng nó là như vậy đó. Bởi vì tôi đọc cái thông báo, cái điều kiện mà Tổng thống Mỹ đã ký về cái việc bỏ lệnh cấm vận vũ khí đó, có nghĩa là bỏ lệnh cấm vận vũ khí rồi, nhưng mà lại thòng thêm cái điều khoản ở cái câu dưới, đó là những hợp đồng mua bán vũ khí của các công ty Mỹ và chính phủ Việt Nam phải do chính Tổng thống phê duyệt.
Ở cái câu đó là coi như xong rồi. Bây giờ đưa cái hợp đồng ra 100 thứ chủng loại, một ăn 1 2 3 4 gì vậy, cái ông cầm cái hợp đồng đó lên ông coi, cái ông nói ơ cái này chưa được, gạch bỏ, ơ cái này chưa được, gạch bỏ, ơ cái này chưa được, gạch bỏ. Ê, coi như là từ trên dưới ông thích gạch nào ông gạch đó, đâu có giới hạn đâu, thậm chí ông gạch luôn 100 món cũng được. Rất là bây giờ là ông nói hơi giờ tao cho mày mua được mớ giày dép quần áo của lính quân trang quân tra quân dụng thôi, chứ còn mấy cái loại súng ống đạn dược này kia là tao không cho nó bán. Rồi xong đó thì cái kiểu mà hợp đồng kinh tế giữa hai quốc gia với nhau là như vậy. Chứ thành ra bây giờ nè, đó là cái chúng ta đã nắm được cái nguyên tắc mà đàm phán để ký kết hợp đồng kinh tế mua bán giữa các quốc gia với nhau rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề là tổng thống Donald Trump có mua giựt hàng hóa của các nước châu Âu hay không. Tới đây thì quý vị phải tự động hiểu rằng việc mua bán giữa một cái số lượng hàng hóa khổng lồ giá trị hàng tỷ đô la như cái tin tức vừa rồi mà trên báo chí đưa những cái thông tin giả rằng ông Trump là ỷ mạnh, ỷ tiền, ỷ có nhiều tiền để mua giựt hàng hóa của châu Âu và nước Pháp, đó là thật sự là tin giả. Bởi vì chúng ta chỉ thấy nó lưu loa lên như vậy thôi, thật sự họ không đưa ra được cái hợp đồng mua bán mà các nước đó, châu Âu đã ký kết với Trung Quốc, không đưa ra được cái hợp đồng đó, mà cũng không đưa ra được cái họ được cái việc mà ông Trump không chứng minh, phải nói là họ không có bằng chứng để chứng minh rằng cái hàng hóa mà tổng thống Mỹ đã mua đem về nước Mỹ đó là chính là cái hàng hóa mà Trung Quốc dự định bán cho các nước châu Âu, không có bằng chứng nào để chứng minh vấn đề đó. Đấy về bởi vì thứ nhất là không có hợp đồng mua bán, cái thứ hai không có gì để chứng minh rằng cái hàng hóa đó chuẩn bị chuyển sang châu Âu bây giờ bị giật ngược trở lại, cho nên cái vấn đề mà nước Mỹ mua được cái số hàng hóa đó là rõ ràng. Chẳng qua là thằng Tàu Cộng nó bày hàng giữa chợ, ai trả giá cao hơn nó bán cho người đó, không có một cái hợp đồng kinh tế nào hết và nó không hề phá hợp đồng. Nguyên tắc kinh tế khi mà tranh chấp về hợp đồng mua bán, người ta một bên nào đơn phương phá vỡ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên đó phải bồi thường hợp đồng và phải bồi thường phải bồi thường toàn bộ những cái chi phí phát sinh cho phía bên kia, kể cả chi phí về vấn đề mà kiện tụng ra tòa án quốc tế hay là trọng tài kinh tế quốc tế nữa. Cho nên bây giờ các nước Tây Âu và Pháp rồi im ru bà rù, không có thấy đưa ra hợp đồng, không thấy kiện gì á, rồi thằng Trung Quốc để đòi bồi thường gì hết, thì chứng tỏ rằng không hề có một cái hợp đồng kinh tế nào được ký trước, mà cũng cái số hàng hóa mà đưa về Mỹ đó nó không phải là Trung Quốc nó phá vỡ hợp đồng đã ký ra trước để nó ham tiền, nó bán rẻ, nó bán cho Mỹ, mà thật sự nếu có cái vấn đề mà mua bán nói là người Mỹ phỏng tay trên thì là cũng chỉ là một cái việc mà mua hàng giữa chợ mà thôi. Việc mua hàng giữa chợ thì người ta nói là lẻ tay thì còn mà chậm tay thì hết á. Mà đi ra ngoài chợ, mà chợ ngoài mấy cái chợ của ở gọi là chợ chòm hổm ở ở Việt Nam đó, quý vị thường nghe cái câu đó, nghe người bán hàng người ta bày ra đóng hàng, người ta mới ra lên mua vô đi, mua vô đi quý bà con ơi, trời hàng của tôi là rẻ này kia kia nọ đủ thứ chân á, nhanh lên lẻ tay thì còn chậm tay thì hết nghe. Nhưng mà mỗi khi bán ế họ cũng nói là lẻ tay thì còn mà chậm tay cũng còn luôn nghe, vậy đó. Cái kiểu là Tàu Cộng nó bán hàng trong cái vấn đề trong cái đợt vừa rồi là vậy, ai trả giá cao nó bán cho người đó, hết chuyện, không có chuyện tranh cướp, không có chuyện Tàu Cộng nó phá vỡ, Tàu Cộng phá vỡ hợp đồng, và không có chuyện người Mỹ giật hàng của những nước khác để đem về nước mình đó. Rồi vấn đề mà thiết lập một cái đường hàng không vận chuyển hàng hóa từ trực tiếp từ Trung Quốc,
sang nước Mỹ, thì chúng ta phải thấy rằng trong vấn đề thiết lập một cái đường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không như thế này á, nước Mỹ thể hiện một cái sức mạnh của một cái siêu cường quốc, và cái sự vĩ đại của nó giống như là một con hổ bình thường thì nó nằm nó ngủ, nó giấu cái đầu nó vô hai cái chân của nó ngủ, nhưng mà khi mà gặp một cái vấn đề gì á, là động đậy á, thì bắt đầu nó mới vươn mình đứng dậy và nó cất tiếng gầm lên. Đó là cái tôi cho rằng cái vấn đề, cái việc mà người Mỹ thiết lập cái đường hàng không vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ tàu qua bên Mỹ, đó là nó một cái việc mà nước Mỹ, con hổ Mỹ nó vươn mình đứng dậy để thể hiện sức mạnh của nó, sức mạnh và sự giàu có của nó. Ở chỗ từ trước đến giờ quý vị phải biết rằng tất cả hàng hóa vận chuyển từ nước này qua nước kia, đặc biệt là ở những cái vùng xa xôi ở phía châu Âu qua châu Á mà qua bên Mỹ chẳng hạn, hay như vậy á, thì là người ta đều vận chuyển bằng đường biển, không ai vận chuyển bằng đường hàng không hết. Vận chuyển bằng đường biển tuy nó lâu nhưng mà nó cực, cái giá thành vận chuyển của nó cực rẻ. Vận chuyển bằng đường hàng không nó rất là mắc tiền, cái tiền chi phí nó rất là lớn. Mỗi quý vị mua một cái vé hàng hóa mà máy bay để đi từ nước này qua nước kia, chở có mỗi mình quý vị, cho quý vị 100 kg đi đó. Mà mua cái vé thử hỏi là từ Việt Nam qua qua bên Mỹ hay từ Mỹ về Việt Nam nó tốn bao nhiêu tiền, rồi nếu mà vận chuyển 100 kg hàng hóa thì tốn bao nhiêu tiền bằng đường hàng không, cho là vận chuyển hay là hàng hóa, thì cái giá thành nó giảm xuống, không có cần phải phục vụ ăn uống ngủ nghỉ gì cả thì giá phần phân nửa thôi, nhưng mà nó vẫn rất là mắc mỏ so với cái việc vận chuyển 100 kg hàng hóa bằng so với cái việc mà vận chuyển bằng đường biển. Mà cái việc bây giờ trong cái tình hình khẩn cấp như thế này, bắt buộc người Mỹ phải đưa cái những cái máy bay vận tải ra để thiết lập một cái đường vận chuyển bằng hàng không, để có ngay lập tức cái số tiền, cái số hàng hóa này đem về phục vụ cho dân Mỹ. Đó là sức mạnh khủng khiếp của người Mỹ. Chỉ khi xảy ra đại dịch quý vị mới nhìn thấy cụ thể thôi, chứ bình thường á không có thấy rõ cái tiềm lực của nước Mỹ. Cái việc mà thiết lập cái đường hàng không vận chuyển hàng hóa trực tiếp này nó cho thấy cái sự mạnh, cái lực lượng, cái coi như là cái tiềm lực phải nói là khủng khiếp luôn đó. Đó là mới có vận chuyển hàng hóa thôi, chứ chưa kể vấn đề nếu xảy ra chiến tranh, nếu thật sự mà xảy ra chiến tranh, cái vấn đề mà quân sự cần phải đưa quân để bảo vệ nước Mỹ, thì cái tiềm lực đó tôi phải dám nói rằng nó rất là khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp luôn đó. Mấy lần khủng khiếp nữa chứ không phải bình thường đâu. Và chúng ta thấy rằng việc mà bỏ số tiền đó ra để đem cái lượng hàng hóa đó về nước Mỹ ngay lập tức đó, đó là một hành vi đúng đắn. Nhà nói đơn giản thôi, tôi bây giờ hay là quý vị đi, quý vị đang có một cái số tiền rất là nhiều, quý vị cần mua một cái loại thuốc gì đó để cho đứa con của quý vị đang bị bệnh ở nhà. Như vậy mà là hiện giờ có 100 người đang cần mua cái loại thuốc đó, mà trong khi cái loại thuốc đó nó chỉ có 2 3 hộp thôi. Như vậy thì là cái người bán hàng người ta đòi giá cao, quý vị có bỏ tiền ra để mua cái hộp thuốc đó hay không, hay là quý vị đứng nhìn cho vì tiếc tiền mà đứng nhìn con mình nó bị bệnh mà nó có nguy cơ nó chết, để mà cứ mà quý vị không chịu mua cái hộp thuốc đó với giá cao. Thì trong cái việc mà tổng thống Mỹ bỏ ra một cái số chi phí khổng lồ, tôi nói thật là không xứng đáng với cái số tiền, cái giá trị cái số hàng đó, cái số hàng đó không xứng đáng với cái giá trị số hàng đó, của số hàng đó khi bình thường, nhưng mà nó rất là xứng đáng để cứu nguy cho người dân Mỹ, thì cái sự hy sinh và cái số tiền được bỏ ra đó là đúng mục đích và nó có ý nghĩa. Nói như bây giờ nói vẫn cái việc đó nó to tát, nhưng mà thì bây giờ nói chúng ta nói một cái cách cụ thể hơn cho dễ hiểu. Nói đơn giản đây, tôi gửi một bức thư bình thường
tôi chỉ cần đặt nó có một cái con tem thôi, nó không tới $1. Nhưng mà khi tôi muốn gửi giấy tờ gì cho giấy tờ gì đó quan trọng cho người nào đó, cũng mấy tờ giấy như vậy, tôi phải bỏ vô cái phong bì gửi bảo đảm chuyển phát nhanh, nó mất tới $20 mấy. Nhưng mà tôi cho rằng cái $20 mấy đó bỏ ra là xứng đáng, vì tôi cần thiết cái giấy tờ đó phải đến ngay người nhận và không bị thất lạc, đến ngay trong vòng vài ngày, chứ không phải là kéo dài ra là cả 10 ngày hay là nửa tháng hay 1 tháng sau mới tới. Hoặc là bây giờ tại sao quý vị dám bỏ ra mười mấy đô la, $20 để mua một cái chai nước rửa tay khô, trong khi cái chai nước rửa tay khô đó bình thường giá nó chỉ có từ $1 cho đến $5 là cao nhất thôi. Nhưng mà quý vị vẫn bỏ tiền ra để mua mua mười mấy đồng, 20 đồng một cái chai nước rửa tay đó. Thì việc người nước mà tổng thống Mỹ quyết định bỏ ra một cái số tiền khổng lồ như vậy để mua số hàng hóa này, bỏ ra một cái chi phí cực lớn để thiết lập một cái đường vận chuyển hàng không về đến nước Mỹ. Đó là rõ ràng là vì do cái tình trạng khẩn cấp bắt buộc phải làm như vậy, và vì cái tính mạng và cái sự an toàn và cái sức khỏe của người dân Mỹ mà cái người đứng đầu của nước Mỹ phải hành động một cách cần thiết, và cái chi phí đó là cái chi phí rất là xứng đáng chứ không phải là hoang phí. Mà nếu mà chúng ta có nguyền rủa, có chửi bới mấy thằng tàu cộng, chửi bới mấy thằng tàu cộng nó lợi dụng cái tình trạng bệnh dịch để nó bán hàng giá cao, để nó làm giàu trên mồ hôi nước mắt và mạng sống của những người khác. Hay chứ bình thường á, nó muốn bán một cái số lượng hàng hóa như vậy mà với cái giá đó đâu có bán được, con ma nó mua chứ ai thèm mua. Thậm chí là nó bây giờ nó còn xuất sang châu Âu nó, những cái hàng hóa hư hỏng rồi là có cài sẵn virus ở trong đó nữa. Tôi nói thật chứ bây giờ tất cả những cái gì mà có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y tế mà tôi thấy nó bán ở trên mạng mà cái giá rất là rẻ. Có lần tôi đã từng đăng một cái bài ở trên cái trang Facebook đó là Amazon bán 500 cái khẩu trang y tế giá có $25, tức là bằng với cái giá bình thường 100 cái $5 thôi. Nhưng mà tôi coi kỹ, tôi thấy ship từ Thượng Hải qua, tôi không mua. Rồi bây giờ có rất nhiều trang mạng để bán cái khẩu trang 100 cái 5-6 đồng, 100 cái 7-8 đồng, 10 đồng cái giá đó, nếu vẫn là cái giá mua được không mắc. Nhưng mà tôi vẫn không thể mua, tại vì tôi thấy nó ship từ bên tàu qua, ai biết được đó là của những người mà đã dùng khẩu trang, đã dùng rồi, của các cái bệnh viện hay là của những người chết. Rồi bây giờ nó thu thập lại, nó làm sạch lại rồi nó đem bán cho mình làm sao mình biết được. Hay là giống như là Pháp hay là Hà Lan hay Tây Ban Nha, Canada gì vừa rồi đó, họ mới la làng la xóm lên, họ nói rằng là những cái bộ test thử nghiệm virus, xét nghiệm virus hay là những cái khẩu trang y tế nó nhập qua đó hàng triệu, mua hàng tốn hàng triệu đô la, phải trả tiền trước cho nó, mà rốt cuộc khi nhập vô người ta kiểm tra lại, người ta thấy nó có cài sẵn virus với Vũ Hán ở trong đó rồi. Cái chuyện đó cho nên đó là chúng ta không thể mua bất cứ những cái hàng hóa nào mà có liên quan đến vấn đề mà y tế và sức khỏe, thì tốt nhất là chúng ta không nên mua những cái hàng từ tàu hoặc cộng, hoặc là không nên mua những cái hàng hóa mà không rõ nguồn gốc ở trên đó, được bán online ở trên mạng. Bởi vì những cái trang mà nó bán hàng online đó, chúng ta không biết là được là nó lấy hàng hóa từ đâu. Bây giờ nếu quý vị mua khẩu trang y tế hay là mua cọ hay là mua bao tay gì đó, chỉ chúng ta ở bên Mỹ này, chúng ta chỉ nên mua ở những cái doanh nghiệp mà đáng tin cậy và nó có kiểm tra đàng hoàng khi mà nhập cái hàng hóa đó vô Mỹ. Thí dụ mua tại tiệm của nó luôn. Đó, thì là khi mà mua tại tiệm thì có nghĩa là nó đã qua cái cửa khẩu kiểm tra của nước Mỹ rồi. Đó là mua của Costco hay là mua của Target hay là mua của Walmart tại tiệm của họ thì được, chứ không có mua bất cứ những cái gì mà có liên quan đến vấn đề sức khỏe mà nó trôi nổi, bán trôi nổi ở trên mạng, cho dù nó bán rẻ, tại vì chúng ta không biết được nguồn gốc của nó từ đâu, nó lấy hàng rẻ ở bên tàu hay gì.
Rõ ràng vừa chúng ta biết rằng là có 15 triệu thuê bao điện thoại di động của người Trung Quốc bỗng nhiên biến mất. 15 triệu đó là cứ tính là mỗi một người một cái điện thoại, 15 triệu người đã tự dưng biến mất rồi. Rồi những cái đồ đó, những cái đồ dùng mà đã dùng cho 15 triệu người đó, ai mà biết được là nó lấy đồ cũ nó bán lại cho mình. Cái chuyện gì dã man nhất thế giới không ai dám làm, Tàu Cộng nó làm được hết trơn. Rồi hồi cách mạng văn hóa thế giới, chính Cộng sản Trung Quốc đã giết oan 10 triệu người dân Trung Quốc, thì bây giờ nó lấy những cái đồ đó nó bán cho mình, cái đó là chuyện nhỏ. Chúng ta không thể kiểm tra được, không thể biết được, cho nên tốt nhất mình đừng có, mình quý cái sinh mạng mình chứ mình đừng có quý tiền. Người Việt Nam có cái câu lấy của che thân chứ không ai lấy thân mà che của. Lấy của che thân là khi mà mình lấy dùng, khi mà mình đi làm mình có tiền, mình dùng cái tiền đó để mình phục vụ cho bản thân mình, cho bản thân, cho như tiền là một công cụ, một cái phương tiện để làm cho cái đời sống của mình nó được sung túc, nó được thoải mái, nó sung sướng hơn. Chứ tiền cho mình không có đi đem thân đi làm nô lệ cho đồng tiền. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái nội dung chính của ngày hôm nay, đó là cái mối nguy hiểm khi mà nước Mỹ và các nước châu Âu phụ thuộc vào cái nguồn hàng hóa của nước ngoài. Thì chúng ta biết là tôi nhớ là đâu khoảng năm 2005 khi mà ông Bill Clinton đó, ông ấy bỏ cấm vận cho Tàu Cộng và Việt Cộng, thì khi đó tất cả các cái doanh nghiệp ở nước ngoài đã ồ ạt và đem hãng xưởng vô đầu tư ở Việt Nam cũng như đem hãng xưởng vô đầu tư ở Tàu Cộng. Lý do là cái nguồn nhân công ở hai nước này rất là rẻ, và khi mà sản xuất cái hàng hóa ở một cái quốc gia mà có nhân công rẻ, người đem trở về chính quốc để bán với cái giá ở chính quốc, đương nhiên họ sẽ thu được cái lợi nhuận nhiều hơn. Cho nên là tất cả các cái hãng xưởng sản xuất này kia kia nọ ở Mỹ ùm, hay là các nước châu Âu ùm ùm đem qua Việt Nam, ùm ùm đem qua Tàu Cộng, nó gây ra một cái tình trạng gọi là thất nghiệp rất là nhiều ở trên nước Mỹ và các nước châu Âu. Vấn đề này là một cái thực tế mà khi nhắc lại tôi không cần chứng minh, bởi lẽ những người nào đang sinh sống trên nước Mỹ và đang sinh sống ở châu Âu đã từng bị thất nghiệp vào cái thời gian này thì người ta sẽ công nhận rằng Tạ Phong Tần nói đúng. Nhưng vấn đề đó là một cái vấn đề người ta gọi là lợi bất cập hại. Nó vừa có lợi mà nó lại vừa có hại, và lợi và hại nó đi song song với nhau. Đó là chúng ta thấy rằng khi mà quý vị có cái thu, có việc làm, có cái thu nhập cao, quý vị sẵn sàng bỏ ra 10 đô la, 20 đô la, thậm chí là 5, 60, 100 đô la để họ quý vị mua sắm đồ đạc hay là dụng cụ, đồ tiêu dùng những cái thương hiệu nổi tiếng, thí dụ như là Gucci hay là CK hay là Hermes này kia kia nọ ha. Rồi quý vị đi đi những cái chiếc xe sang, nhưng mà rồi là mang những cái đôi giày Ý chẳng hạn. Còn bây giờ quý vị thất nghiệp, quý vị không có tiền, quý vị không thể đi vô những cái tiệm mà bán đồ hiệu, quý vị mua sắm hàng hóa cho tiêu dùng được, quý vị vô mấy cái tiệm 99 cent hay là đi chợ trời mua những cái đồ chất lượng kém đem về xài có còn hơn không. Nói là tại sao cái người nghèo phải chọn bắt buộc phải mua những cái hàng hóa rẻ, giá rẻ mà chất lượng kém. Đấy, như thí dụ như quý vị mua một cái áo 10 đô la thì đương nhiên chất lượng nó sẽ tốt và hơn một cái áo 1 đô la. Nhưng mà bây giờ quý vị chỉ có 10 đô la thôi, trong khi quý vị cần một tuần 10 cái áo
để tha mặc thay đổi rồi cuối tuần mới giặt một lần, chứ quý vị không thể suốt một tuần từ thứ hai cho đến ngày thứ sáu, kể cả thứ bảy chủ nhật mặc con cái áo một. Cho nên cái người nghèo người ta bắt buộc phải chọn mua 10 cái áo mỗi cái một đồng hơn là mua chỉ duy nhất một cái áo 10 đồng. Thì bây giờ người ta bị thất nghiệp vì cái vấn đề hãng xưởng đưa hàng hóa đi qua bên tàu, qua bên Việt Nam để sản xuất. Cho nên người ta không thể mua những cái hàng hóa có giá trị cao, người ta phải cân nhắc về cái đồng tiền mà họ phải bỏ ra để mua sắm. Thành ra khi mà các cái hãng xưởng này là hô súng nhau ham cái vấn đề mà nhân công giá rẻ, đưa ra qua bên tàu cho nó sản xuất rồi là đem về chính quốc bán lại, mà như với cái giá rẻ hơn cái giá sản xuất tại Mỹ. Và các cái nhà sản xuất họ hy vọng rằng cái hàng hóa mà sản xuất giá rẻ như vậy bán ra thị trường cái giá rẻ thì cái người mua sẽ nhiều hơn, nhưng mà thật sự tình hình nó không có thay đổi. Bởi vì sao? Khi mà anh sản xuất nó ở bên tàu hay bên Việt Nam rồi anh đem trở qua chính quốc, giá nó rẻ hơn cái giá anh sản xuất tại chính quốc thật. Nhưng mà khi đó cái người ở chính quốc người ta không có tiền để người ta mua, cho dầu cái giá nó rẻ hơn cái giá sản xuất tại chính quốc thì nó cũng vậy thôi, nó khác gì nhau chứ. Lợi bất cập hại là ở chỗ đó. Đó, rồi đó là cái tệ hại, cái điều nguy hiểm và tệ hại mà ở đây tôi muốn nói đến là khi xảy ra tình trạng chiến tranh hay là dịch bệnh, gọi là tình trạng khẩn cấp quốc gia, như vấn đề nước Mỹ và thế giới lâm vào dịch bệnh virus Vũ Hán vừa rồi đó, nó mới bộc lộ được tất cả những cái khuyết tật, coi như sự nguy hiểm mà nước Mỹ và các nước châu Âu phải phụ thuộc vào cái bọn tàu cộng. Và như vừa rồi chúng ta thấy Tổng thống Mỹ cảm ơn những cái người bạn Việt Nam, tức là những công nhân Việt Nam trong những ngày dịch bệnh vẫn vào nhà máy để may những cái bộ đồ bảo hộ lao động y tế để chuyển sang cho nước Mỹ. Cảm ơn những người Việt Nam đã may những bộ đồ đó, chứ không phải cảm ơn mấy lãnh đạo Việt Cộng đâu nha. Mấy đoàn lãnh đạo Việt Cộng lại là đem mấy cái tin đó đăng lên báo nói là Tổng thống Mỹ cảm ơn tụi nó, không phải đâu. Đừng, cái đó là nó nói láo đó. Mà cảm ơn là cảm ơn những người công nhân đã ngồi may những cái bộ quần áo bảo hộ lao động đó để phục vụ cho người Mỹ đó, đem về Mỹ đó. Đó là về cái công sức của những người công nhân đó đã bỏ ra. Những người đã đến nhà máy làm việc, đến công xưởng làm việc trong khi họ vẫn có thể bảo vệ cái mạng sống và cái sức khỏe của họ bằng cách họ ngồi yên ở nhà. Đi ra ngoài đi làm thì cái nguy cơ nó lây nhiễm nhiều hơn, nhưng mà họ đi làm thì cảm ơn là cảm ơn cái chỗ đó đó. Thực tế những cái doanh nghiệp vận chuyển và cái nhà máy đó nó là của người Mỹ đầu tư vô đó. Và những cái nguyên liệu mà may ra những cái khẩu trang, những cái bộ quần áo bảo hộ đó là do người Mỹ cung cấp, người Việt Nam bỏ công ra may mà thôi. Mà bây giờ tại vì mấy thằng Việt Nam á, chính mấy thằng chính phủ Việt Nam á, nó sợ nước Mỹ, cho nên nó vẫn để cho những cái doanh nghiệp đó sản xuất ra những cái hàng hóa đó và chuyển sang Mỹ mà nó không giữ lại, nó không dám giữ lại. Trong khi đó cái tụi mà tàu đó, nó ỷ đất nó rộng, nó ỷ người nó đông, nó ỷ nó bây giờ đang là công xưởng của thế giới. Tôi khẳng định một lần nữa là nước tàu hiện nay nó là công xưởng của thế giới, kể cả thực lẫn giả. Thực là sao? Là công xưởng của thế giới, thực là nó sản xuất ra những hàng hóa có chất lượng theo tiêu chuẩn của công ty mẹ. Thí dụ như là laptop nè, thí dụ như điện thoại mình đang dùng nè, rồi là các cái máy móc gì khác đó, sản xuất theo tiêu chuẩn của công ty mẹ ở các cái nước khác và đem trở về chính quốc và bán ra toàn thế giới. Thì tôi nói là nước tàu hiện nay là công xưởng của thế giới và sản xuất ra những cái hàng hóa thực chất lượng là, và nước tàu cũng là công xưởng của thế giới sản xuất hàng giả.
Nói nên cái gì nước Tàu nó về cái vấn đề giả hàng hóa giả hay thật gì thì nước Tàu hiện nay nó cũng là hạng nhất và nó là công xưởng của thế giới và nó coi như là nó nắm cái nguồn hàng hóa của thế giới, coi giống như là người ta gọi là bị nắm cả các nước trên thế giới kể cả nước Mỹ bị nắm ngay yết hầu, có nghĩa là nó bóp đây nè, thể mà nó siết tay vô là những cái nước khác, dân các nước khác là le lưỡi. Nói rõ ràng phải cảm ơn cái cơn dịch này, cái cơn dịch bệnh này ở cái chỗ là chính nhờ cái dịch bệnh này mới phát hiện ra một cái sự nguy hiểm ghê gớm chưa chưa từng thấy, là khi mà Mỹ và các nước phụ thuộc vào cái nguồn hàng hóa tiêu dùng do nước ngoài cung cấp thì là khi mình nó siết tay lại thì bên đây mình le lưỡi. Chẳng hạn tại sao bây giờ không có nước rửa tay, tại sao bây giờ không có còn cái gọi là alcohol đó, không có alcohol cái loại mà nồng độ cao, rồi tại sao bây giờ là mình gọi là không có những cái món bình thường mà mình vẫn thấy tràn ngập ở trên nước Mỹ như là vải, mua vải để may khẩu trang cái loại 100% cô tông á. Tôi dám nói với quý vị rằng quý vị đi khắp hết tất cả những cái tiệm bán vải ở nước Mỹ bây giờ, mấy quý vị mua được một da vải 100% cô tông đem về quý vị may khẩu trang á, thì cái tôi là hiện nay nè nha, chứ không có nói về sau này nha, cũng không nói trước đó. Tôi làm con của quý vị á, không có một da vải 100% cô tông nào cả, bởi vì nó được sản xuất ra ở bên Trung Quốc, hay là cái giấy vệ sinh vừa rồi nó bị nước Mỹ bị khủng hoảng vấn đề giấy vệ sinh, giấy để toilet paper để đi cầu đó, là tại vì công xưởng của nó cũng đang ở bên Trung Quốc, rồi bây giờ công xưởng của nước Mỹ nằm ở bên đó toàn bộ hết trơn rồi, bây giờ hàng hóa sản xuất ra nó ngăn chặn lại, nó không cho những cái nó không cho xuất ra ngoài, rồi như vậy thành ra rồi là bây giờ mình không coi thì bên đây không có hàng để tiêu dùng chứ sao, cho nên nó thành ra thiếu. Chứ không phải là không có hàng hóa mà nó giữ lại nó không có cho xuất ra ngoài, rồi là hoặc là nó tìm mọi lý do để nó cản trở rồi để nó bán hàng hóa chất lượng kém của nó với cái giá trời ơi, đó là cái sự nguy hiểm khi mà người Mỹ bị lệ thuộc vào cái hàng hóa ở nước ngoài là như vậy, hay là những cái dụng cụ y tế, hay là những cái vật liệu để sản xuất ra thuốc, hay là những cái khẩu trang y tế vừa rồi cũng vậy, nó công xưởng của Mỹ đặt ở bên đó rồi bây giờ xuất hàng đi không được ở nước Mỹ thành ra bị thiếu. Và bây giờ nhờ cái cơn dịch này mà chúng ta mới thấy cái nguy hiểm của vấn đề mà đem hãng xưởng ra nước ngoài. Mà một một cái quốc gia không thể được coi là vững mạnh và có một cái sức mạnh bền vững lâu dài nếu anh phụ thuộc vào cái nguồn nhiên liệu, một cái hàng hóa, cái nguồn hàng hóa cung cấp từ nước ngoài. Bởi vì khi mà bọn bên đó nó đóng cửa là ở bên đây là mình chết. Mình chết là mình không có hàng hóa tiêu dùng. Và cái hậu quả này nó xảy ra từ cái thời mà ông Bill Clinton 25 năm rồi chứ không phải là mới đây. Mà cái thành ra cái vấn đề mà khi mà tổng thống Donald Trump muốn đưa tất cả những cái công xưởng của nước của người Mỹ về nước Mỹ, sản xuất ra tại nước Mỹ cho người Mỹ tiêu dùng, đó là ông Trump đã nhìn thấy trước cái hậu quả này. Nhưng mà cái việc mà chuyển công xưởng đó từ ở bên nước ngoài về bên Mỹ thì nó gặp nhiều cái trở ngại. Thứ nhất là các cái chủ doanh nghiệp đó vẫn không muốn đem về, tại vì họ cứ ham cái vấn đề mà nhân công rẻ, họ ham cái lợi cá nhân của họ mà họ không thấy được cái xa hơn và họ không nghĩ đến cái lợi ích lâu dài và cái sự vững mạnh của nước Mỹ. Cái thứ hai nữa là nó gặp rồi những cái vấn đề, những cái việc mà chống đối của phe này phái nọ này kia kia nọ, nó làm cho cái vấn việc mà đem hãng xưởng về nước Mỹ nó gặp nhiều khó khăn. Và cái thứ ba nữa tôi đặt vấn đề là tất cả mọi việc đều êm xuôi thuận lợi và không có bất kỳ một cái sự chống đối nào hết á, thì vấn đề muốn dời một cái hãng xưởng nó mọc rễ 25 năm rồi ở bên Việt Nam hay ở bên Tàu qua bên Mỹ đâu phải chuyện đơn giản. Nó
thứ nhất là vấn đề đất đai, cái thứ hai là cái phương tiện sản xuất, nhà xưởng, nhân lực, con người này kia cái nọ đã đầu tư bên đó rồi giải quyết như thế nào, tiền bạc ở bên đó chuyển hết về đây như thế nào, nó đòi hỏi một cái thời gian rất là dài để giải quyết những cái hậu quả đó. Ít nhất là phải 3 năm cho một doanh nghiệp, mua một cái tập đoàn mà muốn đem những cái hãng xưởng từ bên tàu về đây. Tôi nói đơn giản giống như cái iPhone này nè, tôi đang cầm trên tay này, nó là iPhone đó của đó, nhưng mà ở đằng sau nó có chữ Made in China, nó sản xuất từ bên China chứ nó không phải là sản xuất Made in USA. Nó thì muốn đem cái xí nghiệp, những cái xí nghiệp như này á, mà về bên đây á, nó mất thời gian ít nhất cũng phải 3 năm mới rinh về được, chứ đâu có phải là thần đèn hay là như thần này thần thánh gì á, mà rinh cái tòa nhà nó, rinh một cái công xưởng nó, rinh tất cả những cái phương tiện đó bay từ bên kia đem qua để ụp bên này được, mất thời gian lâu lắm. Và cái việc mong muốn đem tất cả hãng xưởng từ ở nước ngoài về nước Mỹ cũng như các nước khác nên đem những cái doanh nghiệp của họ về nước của họ, đó là hành vi hết sức là đúng đắn mà chúng ta cần phải ủng hộ. Bởi vì nó, thứ nhất là nó đem lại việc làm cho chính những người Mỹ, và thứ hai chúng ta được xài những cái hàng hóa tốt mà không có như những cái lo ngại về rủi ro. Lo ngại về rủi ro là vì sao? Thí dụ như anh xài một cái laptop hay là một cái iPhone này chẳng hạn, mà nó sản xuất từ bên đấy, mình vẫn luôn luôn lo ngại rằng đã bị cái bọn gián điệp Trung Quốc nó kèm vô đây những cái khác để nó theo dõi, nó lấy thông tin tin tức gián điệp này kia kia nọ, hay là nó cài đặt sẵn virus là nghe lén rồi trong những cái dụng cụ điện tử của mình. Còn nếu nó sẽ sản xuất ở đây, mình không có lo ngại về gì về cái vấn đề đó cả. Cho nên mà cái nguy hiểm của vấn đề phụ thuộc vào cái nguồn hàng hóa nước ngoài là như vậy. Mà khi chúng ta ở đây nhiều người có việc làm, có cái thu nhập cao, người ta sẽ sẵn sàng bỏ một cái số tiền lớn ra để mua những hàng hóa được sản xuất ở nước Mỹ. Và chương trình của chúng ta đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khán giả trong những lần tiếp theo. Chúc quý vị luôn luôn giữ gìn có sức khỏe và mong rằng chúng ta sẽ sớm trở lại cái cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước đây. Xin tạm biệt.